Chào mừng anh chị em thân yêu của Ultraxa. Tuần trước mình lên video sinh vật khế nước trong thế giới Ark, được rất nhiều các bạn đón nhận và muốn mình làm thêm. Thuận theo yêu cầu của mọi người thì hôm nay chúng ta sẽ đến với phần 2, nói thêm về 10 loài nữa. Video này được chúng mình biên tập và góp nhặt từ nhiều nguồn, nên nếu có thông tin gì cần đính chính, các bạn có thể bình luận góp ý bên dưới để chúng mình khắc phục trong các video sau. Mình cũng xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhiệt tình video phần 1 cũng như các video khác của series Thế giới Ark. Các bạn cũng có thể gợi ý content hoặc yêu cầu mình làm về chủ đề gì đó ở phần bình luận. Mình sẽ nghiên cứu và lên video sớm nhất có thể. Còn bây giờ thì hãy ấn like, subscribe ủng hộ Ultraxa. Rồi chúng ta cùng đến với những nội dung chính của video ngày hôm nay thôi nào. Basilosaurus. Nói qua về những thông tin từ nhà phát hành thì Basilosaurus, với danh pháp khoa học trong Ark là Basilosaurus solatiumphensis. Đây là loài bơi lội nhanh nhẹn thích nghi với vùng nước nông, đến mức nhanh chóng phục hồi sau chấn thương khi ở gần mặt nước. Nhưng ngược lại, ở mức nước sâu gây hại cho nó, bởi khi ảnh hưởng bởi áp lực nước, Basilosaurus thường bị các loài săn mồi khác bám theo, vì thói quen ăn uống của nó để lại rất nhiều mảnh vụn cho những kẻ ăn xác thối tiêu thụ. Không giống như nhiều loài động vật biển khổng lồ khác, Basilosaurus là một sinh vật hiền lành đối với con người và vui vẻ lấy thức ăn trực tiếp từ họ. Tuy nhiên, các bạn hãy cân nhắc kỹ khi quyết định thuần hóa đó, vì khi ăn nó tạo ra một đám mây màu đỏ xung quanh miệng. Điều này có thể thu hút các động vật khác đến gần nó, bao gồm cả Megalodon. Nhưng bù lại, Basilosaurus có hệ tuần hoàn máu nóng. Thuộc loài động vật có vú của nó mang lại cho những người cưỡi sự thoải mái hoàn toàn khỏi cả nóng và lạnh. Với bản chất sợ hãi tất cả mọi thứ, Basilosaurus được các nhà phát hành trang bị một cơ chế phòng thủ giúp nó không bị choáng hoặc bị sốc. Một phần lý do nữa khiến Basilosaurus bị nhiều người săn lùng vì loại mỡ đặc biệt của nó có thể được tinh chế thành nguyên liệu một cách hiệu quả. Tussotheodis. Tussotheodis, bạn có thể gọi đơn giản ngắn gọn là Tuso. Sơ qua thì nó là một sinh vật sống dưới nước khá hung dữ trong Ark Survival, với danh pháp là Tussotheodis vampirus. Theo ghi chép trong hồ sơ trò chơi thì nó dài hơn 9m. Tuso được mô tả là nỗi kinh hoàng của biển cả, mặc dù nó chỉ bơi với tốc độ chậm. Một khi tóm được con mồi, nó sẽ tự tự nghiền nát bằng việc dùng móng vuốt trên các xúc tu để hút và uống máu nạn nhân. Tuso là một đối thủ có thể làm bạn thay rén vì nhiều lý do. Thứ nhất, cú tóm của nó khiến ai dính đòn cũng sẽ tự tự bất tỉnh, và việc khẹo sẽ đến với bạn từ từ sau đó. Thứ hai, khả năng hút máu của nó sẽ ngay lập tức giúp nó hồi sinh, ngay cả trong khi chiến đấu. Cuối cùng, nếu Tuso thua trận, nó sẽ phun một đám mực vào vùng nước xung quanh, làm mù mắt những kẻ tấn công để che đậy một cuộc trốn thoát lén lút. Cái cú này thì nó y chang như mực hiện đại ngoài đời thật ấy. Nhưng khi bạn thuần hóa được Tuso, thì một trong những lợi ích chính là khả năng thu hoạch mực của nó. Không giống như mực thông thường, mực Tussotheodis rất nhờn và thậm chí có thể được tinh chế thành nhiên liệu. Spinosaurus. Để kể ra một số ít loài ăn thịt trên đảo có kích thước ngang bằng với Tyrannosaur, thì chúng ta không thể bỏ qua Spinosaurus. Bạn có thể gọi đơn giản ngắn gọn là Spino. Nó có danh pháp là Spinosaurus aquareliga, với bốn chân và cánh bườm lớn khiến nó nhanh trên cạn và cực kỳ nhanh dưới nước. Trong Ark Survival thì khả năng thay đổi tư thế bằng cách chuyển từ di chuyển bốn chân sang hai chân. Theo ghi chép trong hồ sơ trò chơi thì mỗi con Spino có một bảng màu hơi khác nhau, nên các cánh bườm trên lưng chúng cũng khác nhau và có màu sắc rực rỡ. Còn một điều nữa là Spino sẽ thoải mái hơn khi ở gần nước. Mặc dù sinh vật này mạnh hơn, nhanh hơn và ham muốn khi ở dưới nước, nhưng nó lại có xu hướng trở nên ít tấn công, cũng như muốn tấn công chúng ta hơn khi càng di chuyển xa ra nó. Spino dành phần lớn thời gian để đi loanh quanh và săn cá, cũng như bất kỳ sinh vật nào khác trong hoặc gần các vùng nước, giết chết con mồi bằng hàm răng cũng như móng vuốt cùng cánh tay khỏe của nó. Mình có một phát dành cho các bạn nào là người chơi mới, thì nên cân nhắc việc xây dựng căn cứ dọc theo bãi biển hoặc ven sông vì cho rằng chúng an toàn. Nhưng bạn có thể phải đối mặt với một trong những loài siêu ăn thịt dữ tợn dài đến 14m. Spinosaurus có sức chịu đựng thấp hơn nhiều loài khác, tuy nhiên tính linh hoạt toàn diện khiến nó trở thành loài thú cưỡi tuyệt vời. Ở dưới nước, rất ít sinh vật có thể đe dọa được nó. Ngoài ra, nó có thể chiến đấu tốt bằng cả móng vuốt cũng như bằng răng, cho phép thực hiện một loạt các cuộc tấn công tàn khốc với tốc độ nhanh hơn nhiều so với bất kỳ loài sinh vật nào khác có kích thước như nó. Mình nói đoạn này như là một cách an ủi em nó đi, vì hôm qua đăng video này em nó bị trêu quá nên thấy cũng tội. Baryonyx. Giống như Carnotaurus, Baryonyx là loài ăn thịt lớn nhưng không đủ lớn để cạnh tranh với những kẻ săn mồi đỉnh cao trên đảo.
Và mặc dù cũng không mạnh bằng một số loài săn mồi dưới nước như Spinosaurus, nhưng Baryonyx vẫn đủ nhanh nhẹn để đe dọa kha khá các loài sinh vật khác trên đảo. Giống như phiên bản đời thực, thì Baryonyx hầu như chỉ ăn cá và các loài sống dưới nước khác. Sự trao đổi chất đặc biệt cao của nó dường như cho phép nó chữa lành vết thương gần như nhanh chóng sau khi ăn thịt cá giàu dinh dưỡng. Đây có thể là một phần lý do tại sao Baryonyx hiếm khi tấn công động vật trên cạn. Nhưng có một điều rằng nó sẽ nhắm mục tiêu vào bất kỳ người chơi, thú cưỡi hoặc sinh vật hoang dã nào gần đó, bất kể là ở trên cạn hay dưới nước. Theo như ghi chép thì khả năng săn mồi dưới nước của Baryonyx có nghĩa là nó đã từng được thuần hóa. Nó học cách săn các cư dân đại dương thậm chí còn hiệu quả hơn. Giữa tốc độ và sức mạnh của nó, Baryonyx là sự lựa chọn lý tưởng cho những ai quan tâm đến việc thường xuyên di chuyển giữa dưới nước và trên cạn, đồng thời coi trọng tốc độ và sự nhanh nhẹn hơn là sức mạnh đơn thuần. Mặc dù sinh vật này không phải là thú cưỡi bơi nhanh nhất, nhưng khả năng làm choáng tạm thời các sinh vật trong vòng 10 giây bằng đòn tấn công xoay tròn của nó có thể khiến Baryonyx trở thành một thú cưỡi hoặc chiến binh lão luyện dưới nước. Nhưng điểm yếu của đòn tấn công này là hiệu ứng choáng không có tác dụng với những sinh vật nhỏ, cũng như những sinh vật rất lớn và nguy hiểm như Mosasaur. Có một phát nữa dành cho các bạn là cách di chuyển của Baryonyx khiến việc nó trốn thoát khỏi Mosasaur và Plesiosaur trở nên khó khăn hơn một chút. Titanoboa. Không cần phải nói thì cũng biết Titanoboa là một sinh vật rất nổi tiếng ở thế giới thực về sức mạnh của nó rồi. Vậy trong thế giới Ark Survival thì sao? Titanoboa thường được tìm thấy trong các hang động trên đảo. Titanoboa Isonanter là danh pháp của nó trong game. Đây là một sinh vật hung dữ, thích những khu vực tối tăm. Có một điểm khác so với Titanoboa đời thực là nó không siết chặt con mồi. Có thể sự thích nghi này đến từ việc cùng tồn tại với những sinh vật to lớn. Tuy nhiên, nọc độc của Titanoboa mạnh đến mức có thể làm tê liệt những sinh vật lớn hơn nó rất nhiều. Titanoboa đã phát triển sự chung sống kỳ lạ với các sinh vật khác trong hang động trên đảo, miễn nhiễm với chất độc độc hại và không thể xuyên qua lớp chitin dày của côn trùng. Loài này đã học cách cùng tồn tại. Chúng thường xuyên săn những con mồi lớn. Nói thì nói thế, nhưng Titanoboa vẫn rất hung hãn và hiếu chiến. Nó sẽ truy đuổi và tấn công hầu hết các loài sinh vật, bao gồm cả những người chơi dám tiếp cận với nó. Hang động cung cấp một vị trí an toàn để Titanoboa hòa nhập với các sinh vật khác. Chúng cũng được tìm thấy ở các đầm lầy, nơi chúng sẽ tấn công bất cứ thứ gì chúng có thể cắm nanh vào. Titanoboa có thể miễn nhiễm với chất độc độc hại, nên về cơ bản không thể khiến chúng bất tỉnh. Bởi vì bước quan trọng này không thể thực hiện được, nên Titanoboa không thể thuần hóa được. Deinosuchus. Deinosuchus là một loại cá sấu to lớn và cồng kềnh. Nó thường có xu hướng bơi quanh đầm lầy, sông và đại dương, chờ đợi con mồi đến trong phạm vi tấn công. Deinosuchus có bộ hàm khổng lồ và mạnh mẽ. Chúng dùng để bẻ gãy xương con mồi và ngăn chặn chúng trốn thoát. Cố gắng trốn thoát trong khi chịu tác động từ vết cắn của chúng sẽ giúp bạn nhanh hóa kiếp hơn mà thôi. Điều này cùng với lớp da cực kỳ cứng chắc của chúng có thể khiến việc xử lý Deinosuchus trở thành một nhiệm vụ khó khăn và nguy hiểm. Khi được thuần hóa, Deinosuchus có thể xử lý nhanh chóng nhiều sinh vật cả trên cạn và dưới nước. Hầu hết các sinh vật dường như thiếu trí thông minh để tạm dừng chuyển động khi phải chịu tác động hủy diệt của vết cắn từ Deinosuchus. Và điều này cuối cùng khiến chúng phải trả giá bằng cả mạng sống của mình. Bất kỳ bộ tộc nào muốn kiểm soát Deinosuchus đều tung ra một cú đấm nguy hiểm, hoặc trong những trường hợp này là cắn. Các chỉ số cụ thể hơn về Deinosuchus các bạn có thể tham khảo thêm ở trang chủ của tựa game này nhé. Sarcosuchus. Sarcosuchus còn được gọi là Sarco, cùng với Deinosuchus và Caprosuchus là một trong số ít loài cá sấu xuất hiện trong tựa game Ark Survival. Nó là một mối đe dọa đáng lưu tâm đối với các anh em game thủ. Ở môi trường hoang dã, Sarcosuchus rất giống với những gì chúng ta có thể mong đợi từ một con cá sấu khổng lồ. Một cỗ máy săn mồi thật sự, nó sẽ tấn công bằng bộ hàm thon dài khổng lồ giống như hầu hết các loài cá sấu hiện đại. Nó thường nằm yên hoàn toàn trong môi trường sống ven sông, tìm kiếm thời điểm hoàn hảo để phục kích con mồi một cách bất ngờ. Thỉnh thoảng, chúng sẽ lao lên đất liền để giết con mồi kể cả con người. Sarcosuchus di chuyển dưới nước nhanh hơn trên cạn. Đó là điều tất nhiên đối với một con cá sấu. Dù ở trên cạn hay dưới nước, nó cũng sẽ có những pha tấn công toàn diện thể hiện sức mạnh. Nếu Sarcosuchus muốn tóm lấy con mồi và sử dụng cú cuộn tròn tử thần, nó nhanh chóng lao về phía trước để tấn công bất ngờ, nhấn chìm xác mục tiêu một cách cực kỳ dễ dàng. Mặc dù không mạnh mẽ như Megalodon, nhưng chúng nhanh nhẹn hơn, có sức chịu đựng cao hơn và có khả năng di chuyển trên đất liền. Nó luôn cảnh giác cao độ và luôn vô cùng nguy hiểm. Nó thậm chí còn được biết là đã nhảy lên thuyền và cũng có thể di chuyển quãng đường dài để đuổi theo con mồi. Sarcosuchus là một thợ săn mồi xuất sắc về sức mạnh của mình.
Khi đi săn theo bầy, chúng có thể đối đầu với loạt khủng long bạo chúa nổi tiếng. Phương thức tấn công của chúng bao gồm các cuộc tấn công khác nhau, khiến chúng trở nên nguy hiểm khi đối phó với cả thú cưỡi là khủng long lớn. Elasmosaurus. Elasmosaurus trong thế giới Ark Survival, thường được gọi là Plesiosaur, là một trong những loài bò sát biển nguy hiểm. Với danh pháp Elasmosaurus rimospitza, nó thường được tìm thấy ở các đại dương sâu và có vai trò kỳ lạ trong chuỗi thức ăn. Nó hầu như chỉ săn những sinh vật nhỏ và bỏ qua hầu hết những sinh vật có kích thước vừa phải. Kích thước khổng lồ của Elasmosaurus có nghĩa là lượng thức ăn của nó phải ăn để duy trì bản thân là rất lớn. Theo ghi chép thì đó được xem là một chiến binh đáng gờm. Ngoài Megalodon thì chỉ có hai sinh vật có thể hạ gục được Elasmosaurus, đó là Mosasaurus và người còn lại, tất nhiên là chính những người chơi như chúng ta. Elasmosaurus bơi xung quanh theo nhóm 2 đến 3 con ở độ sâu của đại dương và hiếm khi nổi lên, nếu như không nói là không bao giờ. Nó hung hãn và có khoảng cách tấn công khá lớn. Nó sẽ bắt đầu tấn công và sẽ đuổi theo con mồi một đoạn ngắn, nhưng sẽ mất hứng thú nếu như con mồi đó trốn thoát và đi xa. Khi được thuần hóa, Elasmosaurus được cho là giống với Brontosaurus trên đất liền. Nó là một cách tuyệt vời để vận chuyển số lượng lớn hàng hóa trên mặt nước. Những sinh vật mạnh mẽ này trên thực tế lớn đến mức chúng có thể được sử dụng làm căn cứ nước di động. Các bộ lạc đầy tham vọng đôi khi xây dựng hầm trú ẩn ngay trên lưng của Elasmosaurus thay vì đóng tàu chở hàng. Kairuku. Kairuku là con mồi ưa thích của Ichthyosaurus mình có đề cập ở phần 1. Nó có danh pháp Kairuru Waitaki, giống như chim cánh cụt ở đời thực. Kairuku là một sinh vật cực kỳ ngoan ngoãn và thân thiện với mọi thứ trừ cá. Việc làm thế nào để Kairuku có thể duy trì được dân cư ở những vùng có khí hậu lạnh hơn ở trên đảo? Với những kẻ săn mồi đang rình đập chúng ở những vùng đất băng giá này, chắc chỉ các nhà phát hành mới trả lời được. Kairuku khá yếu và chỉ có một đặc điểm phòng thủ nhỏ lơ lửng trong mỡ Kairuku là những hạt nhỏ, dày đặc hoạt động như một dạng áo giáp nhẹ. Nó thường là sinh vật thụ động sẽ không tấn công bất cứ thứ gì. Nếu bị tấn công, nó sẽ cố gắng chạy trốn. Thêm một phát nữa về Kairuku là chúng ta có thể tinh chế mỡ của nó để tạo ra dạng tự nhiên cùng loại polymer được sử dụng trong quy trình sản xuất của các bộ tộc tiên tiến. Điều này đã khiến nhiều bộ tộc săn lùng Kairuku một cách rộng rãi. Một tập tục được gọi là thông tục là Kairu Clubbing. Các bạn người chơi mới nếu muốn thuần hóa Kairuku để chiến đấu thì mình khuyên đừng, vì nó gần như là vô dụng cho việc đó. Thường thì Kairuku được thuần hóa vì sự dễ thương và bản tính thân thiện của chúng, cũng như thực tế là cơ thể chúng cực kỳ nóng bỏng. Ý mình không phải là nóng bỏng theo kiểu kia mà là độ ấm ấy. Chỉ cần đứng gần Kairuku cũng có thể giúp chúng ta sống sót, giữ ấm qua những đêm dài khắc nghiệt trên tảng băng trôi. Leoplerodon. Leoplerodon là một sinh vật đại dương cỡ trung bình, thường dài khoảng 7 mét. Một số thông tin từ nhà phát hành cho rằng Leoplerodon là một sinh vật khó nắm bắt, có thể khai thác sức mạnh ma thuật của mình để rút lui khỏi những kẻ săn mồi hoặc những kẻ xâm lược dưới bất kỳ hình thức nào. Nhưng các bộ lạc nuôi ong cho rằng mật ong rất ngọt, ngay cả Leoplerodon cũng không thể cưỡng lại được. Leoplerodon được cho là mang lại may mắn cho những ai đủ mạo hiểm để thuần hóa nó. Với Leoplerodon bên cạnh, các bộ tộc rõ ràng đã có được kho báu ngoài sức tưởng tượng điên rồ nhất. Nhưng có một số người cho rằng, ngay cả sau khi bạn nhận được sự ưu ái của nó vẫn cực kỳ xa cách và cuối cùng sẽ sử dụng khả năng của mình để thoát khỏi sự giam cầm nghiêm ngặt nhất. Leoplerodon bơi xung quanh cho đến khi người chơi hoặc sinh vật tấn công. Lúc đó nó sẽ quay vòng và biến mất, không bao giờ được nhìn thấy nữa. Như vậy là vừa rồi mình và các bạn đã cùng đến với thêm 10 loại sinh vật dưới nước nổi bật nữa trong thế giới Ark Survival. Nếu như vẫn được các bạn ủng hộ thì chắc chắn sẽ có phần 3. Video này chắc chắn sẽ còn những thiếu sót, nên nếu có điều gì cần bổ sung, góp ý các bạn hãy bình luận bên dưới nhé. Nếu thấy video này hữu ích hãy để lại một like, subscribe cũng như ấn chuông để không bỏ lỡ những video thú vị khác của Old Jaxa. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.